Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh rút hàng Nhật bãi rẻ. Clip hôm nay em lên cho bác một con máy rửa bát nhé, có mã hiệu là NP50S3X3 nhé. Đấy, hình thức đằng trước này còn khá là ok nhé, còn nguyên lớp keo. Em về, nói chung về em bận quá, không có thời gian để dọn đấy, thì bán cho các bác về bác tự dọn nhé, các bác đỡ được công chi phí dọn dẹp nhé, giá thành sẽ giảm đi nhé. Đây, về thành vách còn đẹp nữa, về cấn một tí rồi. Này do vận chuyển thì không thể tránh được các bác nhé. Đấy, thành vách đằng sau đây các bác. Đây có tí bẩn này. Đấy. Con này là tiêu này, mã là 5NP50SX3 nhé. VS điện 100V này, công suất tiêu thụ của nó là 900W nhé. Còn lúc hoạt động chạy lúc rửa thì chỉ tầm 70 đến 95W thôi. Đấy, thành vách bên đây đi bác. Khá là ok. Đấy. Rất đẹp, sáng bóng nhá, lúc rất là sáng, chưa bị hàn với cái này. Thức bên trong các bác, đây hai trên các bác, như ni lốc đây, hai trên ni lốc còn rất là đẹp. Đây dưới các bác, đây dưới cái này thì dưới được để được 5 chiếc đĩa và là 12 chiếc bát nhá, tương đương với là 5 đến 6 người ăn trong một gia đình. Hai tay quay, đây thành vách các bác, thành vách còn rất là sáng trắng, sáng bóng nhá, ni lốc nữa. Đây, còn gioăng các bác, đây gioăng, gioăng trên này còn rất là xanh đẹp luôn. Đây, quanh đấy. Đấy. Đây, em cắm điện, em ghi điện thử điện các bác nhé. Đấy, các chức năng đầy đủ luôn. Sấy 60 phút này, 25 phút này. Đấy, hoạt động bình thường. Bác, các bác nghe máy nó chạy chưa bác? Đấy, máy chạy nhưng mà nó chưa có vòi nước này, nó chưa thể rửa được nhé. Đấy, con này em bán với giá là 1,2 triệu nhé, cho bác nào về dọn dẹp nhé. Giá 1,2 triệu, bác nào chốt hàng vui lòng hẹn em qua số điện thoại 0983 329 755 giúp em với. 1,2 triệu nhé, bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé, chúc các bác một ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin chân thành cảm ơn.